Hello, xin chào tất cả quý anh chị em đã đến cửa hàng xe gắn máy Dị Dụng Củ Chi. Bên em chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại xe gắn máy đã qua sử dụng nha anh em. Cửa hàng địa chỉ là 271A đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại quen thuộc là 0379666994. Số Zalo luôn nha anh em. Anh em nào dư giả xe hoặc là muốn bán hoặc trao đổi với mình thì cứ liên hệ qua mình nha. Cửa hàng của mình là nằm ở Phú Hòa Đông nha anh em, cách nhà thờ Phú Hòa Đông 100m nha. Thì thủ tục góp thì hiện tại thì bên em cũng rất là khó nha. Anh em nào đã từng góp mình góp đúng hoặc là chưa từng vay bao giờ thì anh em lên hồ sơ thì ok nha. Bên này thì thủ tục góp thì cũng rất là khó khăn. Hôm nay thì Củ Chi cũng rất là nóng nên em cũng đẩy vài xe mới về cho anh em coi, quay cho anh em coi đi nha. Mình lát nữa mình sẽ quay ở trong. Hôm nay về con Hayate giá mềm cho nha anh em. Con này thì khoảng 5 triệu thôi, 5 triệu đồng. Một con Hayate, một con Wenfa. Wenfa đời 2003 nha anh em, chữ công nha. Một con Wenfa quay sinh nhớt nha, chữ công. Đời 2003. Địa thành phố luôn nha anh em. Một con quay rệt nè anh em, giá mềm nha. Ngay chủ bao ký giấy cho anh em luôn. Biển 6 mối Bình Dương nha. Xe này mình lấy cũng ngay chủ luôn. Chú này cũng năm mấy tuổi rồi. Ngay ổng chủ xe này ngay cầu Phú Cường nè. Nếu mà anh em nào muốn ký thì ổng ký cho. Một con phu chờ 1 nha anh em, đời 2004 nha. Một con phu 1 đời 2004. Xe này đầu nồi chưa rớt luôn nha. Xe này đầu nồi chưa rớt, màu xanh nha anh em. Thì bên em thì thủ tục góp thì cũng đang rất là căng lắm nha anh em. Nếu mà anh em chưa vay hoặc là mình có vay nhưng mình góp đúng thì ok nha. Để em quay một vòng xe cho anh em coi nha. Còn anh em là ưng ý thì cứ kết bạn Zalo của mình, rồi chụp màn hình biển số xe gửi qua cho mình nha. Một con Vision anh em, Vision bên mình cũng còn rất là nhiều nha. Màu đỏ này anh em, màu xanh nha, màu đen nháo cũng có luôn nha anh em. Trước mặt quý anh chị em đây là một con AB mang biển kiểm soát là 54K107040. Con này bình xăng cơ nha anh em. Xe này bình xăng cơ nha. Xe máy êm, bình đầy đủ nha anh em. Dàn chân cũng còn rất là đẹp nha, dàn chân cực kỳ sáng xe luôn. Phiên bản màu đen nha anh em. Giá thì anh em sẽ đẩy con này là 10.500.000 đồng nha anh em. 10.500.000 đồng. Nhanh tay chốt đơn nha. Máy em rua, đầy nhẹ cái nổ liền luôn. Tiếp theo là một con AB mang biển kiểm soát là 59Y302241 nha. Xe này cũng màu đen luôn, một cặp nha anh em. Biển Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì giá xe thì em chưa bao giờ là phí sang tên đổi chủ nha. Anh em nào muốn sang tên đổi chủ hoặc muốn rút hồ sơ thì thêm phí giúp em nha. Còn anh em nào ở xa thì cứ cọc cho mình 1 đến 2 triệu mình ship xe cho anh em về luôn. Còn anh em nào ở gần cửa hàng thì cứ đến trực tiếp xem xe luôn nha. Biển Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Giá thì là 10.800.000 đồng nha anh em. Biển Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Xe này máy zin nha, đầu nồi chưa rớt nha anh em. Đầu chưa rớt nha. Biển Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, máy móc thì cực kỳ êm luôn. Anh em nào muốn nghe máy xe thì cứ kết bạn Zalo, mình sẽ gửi xe nha. Tại vì mình đang cầm điện thoại có một mình thôi. Xe này phải bóp hắn bên đây, bóp hắn đây mình mới đề được nha. Máy thì bao im nha anh em. Tiếp theo là một con AB FI phun xăng điện tử. Xe này màu bạc nha anh em, màu trắng bạc nha. Xe rất là đẹp luôn. Anh em nào thích màu trắng, màu bạc thì rất ok nha. Mang biển kiểm soát là 59C409569. Một con 56 cây nha. Xe này thì máy móc thì bao zin nha anh em, đầu chưa rớt nha. Máy móc thì bao zin. Một con AB FI phun xăng điện tử nha. Anh em nào muốn sang tên đổi chủ thì mình bỏ phí ra giúp em nha. Mình sẽ hỗ trợ cú cốc cho anh em. Dàn chân cũng còn rất là sáng luôn.
giá là 18.500.000 đồng nha anh em, 18.500.000 đồng. Có bớt chút lọc cho quý anh chị em ở sau luôn nha. $18.500. Anh em nào thích dòng ABFI phun sơn điện tử thì màu trắng thì con này là lựa chọn sáng suốt nha anh em. Tiếp theo đây là một con AB 125 màu cam đen nha anh em, đời 2017 nha. Đời 2017 nha anh em. Xe này thì ngay chủ bao ký cho anh em luôn. Đặc biệt xe này bằng ngay chủ bao ký nha anh em. Biển Củ Chi, Phố Hồ Chí Minh, 59I364623, màu cam đen cực kỳ đẹp nha. Màu cam đen cực kỳ đẹp của dòng AB 125 đời 2017 luôn. Anh em nào muốn công chứng ủy quyền hoặc là mua bán thì ok nha. Giá thì anh em sẽ để con này là 25.800.000 đồng, 25.800 nha anh em. Màu cam đen cực kỳ đẹp luôn, đi màu này sáng xe lắm. Tiếp theo là một con AB 125 phiên bản màu đỏ nha anh em, màu đỏ đô, mang biển kiểm soát là 50I159436. Xe này bị Hóc Môn nha, xe này bị Hóc Môn, máy móc thì bao zin, xe đẹp của bác sĩ bắt cây nha anh em. Dàn chân cực kỳ sáng luôn nha, anh em mua về hỏi phải dọn, cực kỳ sáng cực kỳ đẹp luôn. Một cận cảnh chiếc AB 125, xe đẹp, máy êm, máy thì bao zin nha, bị Hóc Môn. Giá thì bên em sẽ để con này là 32.500 nha anh em, 32.500.000 đồng nha. Tiếp theo là một con ly này bị Củ Chi luôn nha. Xe này đầu nồi đầu chưa rớt nha anh em, biển Củ Chi, 59I350417. Xe này đời 2010 nha, đúng 2010, máy bao zin, xe chưa rớt đầu nha anh em, xe này chưa rớt đầu nha, ổ khóa hai chìa đầy đủ nha anh em, ổ khóa hai chìa đầy đủ nha. Xe đẹp, máy im, màu hột gà nha anh em, màu trắng sữa hột gà nha. Cái chữ ly này là đi theo 5 tháng luôn nè, nước sơn zin theo xe luôn nha. Này là nước sơn zin theo xe nha anh em, xe rất là đẹp luôn. Nước sơn zin nha anh em, xe này chưa có giảm giá bán tút nha, cũng còn rất là sáng xe luôn. Giá thì anh em sẽ đẩy con này là 9.500.000 nha anh em, 9.500.000 đồng. Có bớt chút lọc cho quý anh chị em mình luôn nha, khi đến cửa hàng bên mình sẽ bớt chút lọc nha anh em. 9.500.000 đồng, xe này máy im, đầu chưa rớt nha, mình có test thử qua rồi, đầu chưa rớt nha. Bên mình thì cũng có dòng Sachia nha anh em, Sachia Rider Sonic luôn nha, thì mình qua bên kia mình báo mấy xe giá rẻ cho anh em nha. Trước mặt quý anh chị em đây là một con quay Alpha màu xanh ngọc nha anh em, con này màu xanh ngọc nha, mang biển kiểm soát là 63B864733. Một con quay Alpha xanh ngọc nha, xe này máy móc thì bao zin luôn. Đời 2019 nha anh em, xe này đời 2019 nha. Đây, quay gần cảnh chi tiết luôn, đời 2019 nha. Máy xe thì máy móc thì bao zin nha anh em. Xe cực kỳ sáng luôn, đời 2019, mang biển kiểm soát là 63B864733. Con này thì giá thì bên em sẽ để là 13 triệu đồng nha anh em, 13 triệu đồng, có bớt chút lọc nha. Có 13 triệu đồng ha, đời 2019 nha anh em. Quá đẹp luôn. Xe mới giờ nó khoảng tầm 22 đến 23 nha anh em. Còn nếu mà giới tỉnh thì nó sẽ tầm 20-21 thôi. Còn này em bán có 13 triệu đồng, xe đời 2019 luôn, máy móc thì bao zin, đỡ khá tiền nha anh em. Tiếp theo là một con Wenfa, xe này mình cũng mới lấy về thôi nha. Xe này của hồi xưa mình cũng có bán một lần rồi, nhưng mà chủ này quay lại đổi lên xe khác nên mình quay lại bán lại nha. Một con Wenfa mang biển kiểm soát là 53R884163. Xe này đời 2003 nha anh em. Một con Wenfa xanh nhất đời 2003. Có cái rổ luôn nha anh em, có cái rổ luôn. Cho mấy chị em mình đi chợ nha. Hôm nay
Củ Chi rất là nóng luôn nha. Nói chuyện một hồi là đổ mồ hôi luôn. Củ Chi rất là nóng luôn. Giá thì anh em sẽ đẩy con này là 12 triệu 500 ngàn đồng nha anh em. 12 triệu 500. Máy em ru. Bô đang nổ luôn nha anh em. Bô đang nổ xịt 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 nè. Đèn chân cực kỳ sáng nha. Anh em nào mua về đi làm hoặc là đi làm hoặc đi chơi rất ok nha. Đời 203 nha anh em. Có 12 triệu 500 ngàn đồng nha. Giá mềm nha anh em. Lâu lâu mới có một chiếc này nha anh em. Nếu mà xe này mà nếu mình mua về dọn thì có tầm 14 15 triệu mà chưa dọn được nha. Mấy cái dòng này khó dọn lắm. Mà dọn là toàn là đồ cũng không có rẻ đâu. 12 triệu 500 ngàn đồng. Tiếp theo là một con Hayate. Biển Củ Chi luôn nha. Xe này biển Củ Chi nha anh em. 55i51696 nha anh em. Một con Hayate, máy im, bình đề đầy đủ. Xe này mọi chức năng hoạt động đều tốt nha. Xe này để giá mềm là chỉ có 5 triệu đồng thôi nha. Khi anh em đến cửa hàng mình có bớt chút lọc luôn. 5 triệu đồng, Hayate. Xe này phải bóp hắn bên đây mình mới đề được nha. Phải bóp hắn bên đây mới đề được. Mình cầm đang cầm máy quay chỉ có một tay thôi đề, không khó đề lắm. Máy em ru à, bấm nhẹ nút đề là nổ liền luôn. Xe này tại... anh chủ đổi xe bên mình, giá cũng mềm, để mềm cho quý chị mình luôn nha. 5 triệu đồng. Tiếp theo là một con Luvia. Xe này mang biển kiểm soát là 83X62949. Số tiếng nha anh em, 2949 nha. Một con Luvia màu cam. Xe này màu cam nha anh em. Xe này mọi chức năng đều hoạt động tốt nha. Máy im bình đầy đủ nha anh em. Máy im bình đầy đủ. Xe này đang điên cục phục ô liền nha, màu vàng tông xịt tông cái xe luôn. Giá thì anh em sẽ đẩy con này là 7 triệu rưỡi nha anh em. 7 triệu 500 ngàn đồng. Anh em mua về đi chơi, kiến đầy đủ nha. Mình sẽ gắn kiến đầy đủ cho anh em luôn. Chỉ có 7 triệu rưỡi thôi. Bình đề đầy đủ, chức năng hoạt động tốt nha. Một con Luvia màu vàng cực kỳ đẹp. Xe này mình đi làm hoặc là đi chơi cũng rất ok nha. Uống cà phê, máy chạy ngon lắm. Chạy bốc nữa. 7 triệu 500 ngàn đồng. Thì mình qua một con QRS nha anh em. Xe này một con QRS. Xe này thì máy đồ heo xe là zin toàn tập nha anh em. Xe này không có lai thiếu gì luôn. Xe này hiện tại là đang là trừ một lớp keo nha. Đây, lớp keo 2 năm tháng nè anh em. Tem zin heo xe luôn nha. Biển Bình Dương. Xe này chủ xe là ngay cầu Phú Cường nha anh em. Dưới chân cầu Phú Cường luôn. Chủ này mà cũng ông cũng lớn tuổi rồi tại ông đổi xe bên mình. Mang biển kiểm soát là 61L92367. Xe này cũng có rớt đầu nha. Xe này có rớt đầu nhưng mà cực kỳ đẹp nha anh em. Có rớt đầu nhưng mà cực kỳ đẹp nha. Dàn chân cực kỳ sáng nha. Xe này đời 2008 nhưng mà cực kỳ đẹp nha. Cột phụ heo xe nè anh em. Nước tem zin heo xe luôn nha. Xe này hiện tại là đang trùm một lớp keo nha. Anh em nào hết thì cứ về lột keo ra. Cái máy nghe chất lượng thì chứ. Nghe hay cực kỳ luôn. Bô đang nổ xịt 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 nè anh em. Đây đá theo xe đây. Đời 2008 nha anh em. Chung mà xe này đi heo 5 tháng nha anh em. Xe này nó xuống đều heo xe luôn. Xe đi 5 tháng mà. Đây cặp bô heo xe vẫn còn nha. Phục nha. Phục vàng đúng quay rớt luôn. Anh em nào muốn xe này ngay chủ. Anh em nào muốn công chứng sang công chứng ủy quyền hoặc là công chứng mua bán. Anh em muốn sang tên thì đều ok nha. Xe này ngay chủ luôn. Chủ cũng chú này cũng lớn tuổi rồi. Xe đi rất là kỹ luôn. 9 triệu 500 ngàn đồng. Ô đô lên bình thường nha anh em. Km lên bình thường nha. Mình có chạy qua rồi. Km lên bình thường luôn. Xe này chạy máy đã lắm. Tiếp theo là một con Fuchser. Xe này đời 2019 nha anh em. Mang biển kiểm soát là 59X3259. 59X3259.
Xe này đời 2019 nha. Đây, đời 2019 nha anh em. Em quay đát cận cảnh chiếc xe cực kỳ đẹp nha. Xe này đang đi cặp mâm chữ Y nha anh em, nhưng mà mình không biết cái mâm này gọi là gì, nhưng mà mình thấy chữ Y thôi. Xe này hiện tại là đang trừ một lớp keo. Anh em nào thích thì cứ về lột keo ra, xe bóng lưỡng. Cực kỳ đẹp nha. Máy móc thì bao zin nha anh em. Xe này máy móc thì bao zin nha. Lốp heo xe này anh em vẫn còn zin nha, bộ heo xe này nha anh em. Giá thì anh em sẽ để con này là 24 triệu đồng nha anh em. 24 triệu đồng cho con full chà led nha, đời 2019. Con full chà led cực kỳ đẹp luôn. Ốc bánh ốc ốc chưa có dấu vặn nha, xe còn rất là sáng xe luôn. Đầu nồi bích kịch à. Máy móc thì bao zin nha. Chỉ có 24 triệu đồng thôi, đời 2019 nha anh em. Màu đỏ đi cũng đẹp lắm. Anh em nào thích thì đến cửa hàng của mình nha, nhanh tay chốt đơn. Mấy con này anh em hay dọn kiển á, đi dọn kiển đi rất là đẹp luôn. Biển Bình Thạnh nha anh em. Biển Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Thạnh. Tiếp theo là một con Black nha anh em. Xe này mang biển kiểm soát là 59M22267 nha. Xe này em cũng để giá mềm là còn chỉ có 10 triệu đồng thôi. Đời 2018 nha anh em. Đời 2018 em để giá mềm là chỉ có 10 triệu đồng thôi. Anh em nào đang có nhu cầu mua xe giá rẻ thì đây nha. Máy im bình đề đầy đủ luôn. Xe thì đặc biệt là máy móc thì bao zin nha. Máy móc bao zin. Còn cái cản kẻ heo xe nè. Hồi xưa chủ mua xe mới gắn tới giờ luôn nha anh em. Xe này không có lai thứ gì hết nha anh em. Nước sơn zin vẫn còn, tem zin luôn. Bánh cam heo xe nè anh em. Xe đặc biệt máy móc rất là ngon luôn. Anh em nào đang chạy shipper hoặc là chạy ráp á thì mình lấy con này về chạy nha. Giá cũng mềm nữa. Chỉ xe này màu trắng đen nha anh em. Một cận cảnh, một con Black rất là đẹp luôn. Giá mềm nha anh em. Đây, cái đầu của nó rất là đẹp luôn. Xe đầu chưa rớt nha anh em. Xe quay Black Nhật mà có 10 triệu đồng cũng quá rẻ nha anh em. Biển số Sài Gòn nữa. Đặc biệt xe này biển số Thành phố Hồ Chí Minh nha. 10 triệu đồng, nhanh tay chốt đơn giúp em nha anh em. Đời 2018 nha. Tiếp theo là một con rim Thái nha anh em, mang biển kiểm soát là 52H35627, một con rim Thái nha. Xe này máy móc thì cũng có rớt đầu rồi nha anh em, rớt đầu cậu khó nha, nhưng mà máy chạy rất là ngon luôn. Một cần cẳng chiếc xe rim Thái nha. Xe này bữa em để chìa khóa cũng không biết nên hết bình, đạp nhẹ cái nổ liền luôn. Giá thì anh em sẽ để con này là 15 triệu đồng nha anh em. 15 triệu đồng, xe này bô heo xe vẫn còn nha. Chỉ có 15 triệu đồng. Anh em nào đến thì mình sẽ gắn gương cho anh em nha. Gắn cặp gương cho anh em chạy về luôn. Số điện thoại của mình có để dưới phần mô tả nha. Anh em nào hết thì cứ thể liên hệ qua mình qua số điện thoại là 0379666994 hoặc là 0985822499 nha anh em. Cận cảnh một chiếc rim Thái cực kỳ đẹp nha. Giá chỉ có 15 triệu đồng thôi. Anh em biết là mấy cái dòng này là mình mua xe tàn về, nếu mà dọn lên thành phẩm mà xe đẹp rồi cũng rất là khó nha. Dọn lên rất là nhiều tiền luôn. Mấy cái dòng đồ rim Thái với đồ shipper á, dọn lên rất là nhiều tiền luôn. Nên anh em mua mấy dòng này về, mình về thì không cái nào ưng thì mình dọn vô thêm. 15 triệu đồng, xe này biển quận 5 nha. 52H35627. Xe này ở quận 5 nha anh em. Tiếp theo là một con Future cà phê sữa nha. Con này cà phê sữa biển Củ Chi.
thành phố Hồ Chí Minh, đời 2015, 59Y27215. Xe này máy êm bình đề đầy đủ nha anh em. Máy êm bình đề đầy đủ. Hoạt động thật. Xe này máy nổ im ru à. Cận cảnh một chiếc xe full 125, mang biển kiểm soát là 59Y27251. Phun xăng điện tử FI luôn nha. Xe này phun xăng điện tử FI luôn. Cọc lóc chưa có bách trầy nha anh em, xe cũng còn rất là sáng xe luôn. Anh em hết đang muốn mua xe này mình chạy rapper hoặc là chạy xe ôm thì rất là ngon luôn nha. Biển Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Một cận cảnh chiếc xe phu mập rất là đẹp nha. Tem zin theo xe nha anh em, xe này là tem zin theo xe nha, chưa có một vết trầy luôn. Giá thì anh em sẽ đẩy con này là 15.500.000 đồng nha anh em, 15.500.000 đồng. Tiếp theo là một con full neo biển Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Xe này đặc biệt là ngay chủ bao ký cho anh em luôn, ngay chủ bao ký nha, biển Củ Chi, 59Y301875. Xe này đời 2008 nha, đời 2008. Xe này máy im bình đầy đủ. Xe này cũng có rớt đầu nha anh em, rớt đầu cậu khó nha. Xe rớt đầu, con xe này có rớt đầu nhưng mà máy móc rất là im luôn. Đây, vô nổ xình xịch nha anh em nghe luôn nha anh em. Con full neo biển Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, ngay chủ bao ký nha anh em. Đặc biệt là xe này ngay chủ bao ký cho anh em luôn. Mấy dòng xe này mình đi rất là ngon luôn, số nhiều người chắc nghe đã tay lắm. Đồng nha anh em, 20.500.000 đồng. Anh em nào đến cửa hàng của mình có chút lọc cho anh em luôn nha. Cận cảnh là trước mặt của anh chị em đây là một con Future 1 nha, biển 51M2 5671 nha. Con này mà hiện số 8 này rất là đẹp luôn nè, 5678 mà này chỉ có số 1 nha. Xe này đầu nồi chưa rớt nha anh em, xe này đầu nồi chưa rớt nha. Xe này zin toàn tập luôn, xe chưa rớt đầu nha anh em, đầu và nồi chưa rớt nha, máy im ru à. Anh em nào đang thích mấy cái dòng này thì liên hệ giúp mình nha, xe này chưa rớt đầu nha. Còn anh em nào muốn chi tiết kỹ hơn nữa thì cứ kết bạn Zalo, mình sẽ chụp xe và gửi xe, mình sẽ chụp cái xe và gửi qua Zalo cho anh em coi luôn nha. Nhận chân của nó là cặp đàn cày đi 2-5 tháng này nha anh em. Xe này đời 2004 nha, đời 2004. Anh em đời 2004 nha. Nằm mút trong đây này cũng khó thấy nha anh em. Bô heo xe vẫn còn nha, phuộc heo xe này anh em. Căm nè, đầm nè. Còn heo xe còn rất là nhiều luôn. Km lên bình thường nha, km lên bình thường nha anh em. Máy em ru à, đề nhẹ là nổ liền luôn. Đèn bình càng chức năng hoạt động đều tốt nha. Xe này màu xanh nha anh em, màu xanh giống màu xanh nhớt á. Xe này giống màu xanh nhớt chứ không phải là màu xanh mực nha. Màu xanh mực là màu kia, còn màu này màu cái kiểu giống màu xanh nhớt. Đời 2004 màu xanh nhớt. Anh em nào thích dòng này thì cứ liên hệ với mình nha. Giá thì chỉ có 16.500.000 đồng nha anh em. Đầu nồi chưa rớt nha. Cho bao hệ hở test thoải mái luôn. Nhanh tay chốt đơn. Trước khúc bình kia con quay hết chứ con. Cái nào? Từ từ đợi một xíu đi. Tiếp theo là một con Accenter 135.
Xe này màu xanh GB nha anh em. Xe này mình cũng vừa lấy về luôn. Biển 86B208379. Xe này máy im bình đầy đủ nha. Anh em nào đang có nhu cầu mua S135 xuống áo thì mình sẽ để con này giá mềm nha. Máy im ru à. Một cần cảnh chiếc Exciter 135 màu xanh GB. Xe này máy im bình đầy đủ nha. Giá hiện đang sẽ để con này là 12.500.000 đồng nha anh em. Có bớt chút lọc luôn nha, 12.500. Anh em nào nhanh tay chút đơn nha. Mấy dòng này giờ anh em muốn xuống áo 2.10 hoặc là xuống áo 2.10 rất là đẹp nha. Vậy thì bên em thì dòng Winner V1 nha anh em. Con này chỉ có 20.500.000 đồng thôi. Xe này ngay chủ bao ký giấy cho anh em luôn nha. 20.500.000 đồng. Xe này máy im bình đầy đủ. Xe thì đặc biệt là máy móc thì bao zin. Phiên bản màu đen nhám nha. Có đèn trợ sáng luôn cho anh em luôn nè. Xe này ngay chủ bao ký giấy nha anh em. Mang biển kiểm soát là 64F13-2194. Xe ngay chủ bao ký giấy cho nha anh em. Xe ngay chủ bao ký giấy nha anh em. Thì có 20.500.000 đồng. Anh em có một con Winner V1 nha. Máy móc thì bao zin. Bên đây thì một con Winner X nha anh em. Phiên bản màu cam. Phiên bản màu cam đen nha. Phiên bản màu cam đen. Bên em thì cũng có dòng Sachi Rider nha anh em. Một con Sachi giá mềm cho quý anh chị em mình luôn là 32.800. Xe biển Củ Chi, Hồ Chí Minh. Ngay chủ bao ký giấy nha. Biển 59Y342665. Ngay chủ bao ký giấy cho anh em luôn. Máy móc thì bao zin nha. Rồi 2019. Một con Rider thì giá mềm nha, chỉ có 28 triệu thôi, 28.800. Giá mềm nha anh em. Trước mặt của anh chị em đây là một con Vision mang biển kiểm soát là 70K131539 nha anh em. 31539. Xe này thì máy móc thì bao zin nha. Máy móc thì bao zin. Xe màu đỏ nha anh em. Giá thì em sẽ đẩy con này là 20.500.000 đồng nha. 20.500.000 đồng. Anh em nào nhanh tay thì chốt đơn nha. Chỉ có 20.500.000 đồng. Anh em có con Vision biển 70 Tây Ninh nha. Máy im bình đầy đủ luôn. Tiếp theo là một con Vision cũng màu đỏ luôn nha anh em. Vision dạo này mình cũng bán gần hết rồi. Lúc trước cũng có mười mấy 20 con mà giờ còn có 5 số con thôi. Xe cũng đang vừa mới về nhưng mà chưa có làm kịp nha. Làm kịp để quay clip cho anh em luôn. Biển mã biển kiểm soát là 50N119213. Xe này biển thành phố Hồ Chí Minh, biển 50N1 thành phố Hồ Chí Minh nha anh em. Xe thì máy móc thì bao zin. Máy móc thì bao zin cho quý anh chị mình luôn. Giá thì anh em sẽ để con này là 21.800.000 đồng nha anh em. 21.800. Xe máy im bình đầy đủ nha. Máy im bình đầy đủ. Tiếp theo là một con Vision mang biển kiểm soát là 59Y285412. Xe này màu xanh dương nha anh em. Đời 2016 màu xanh dương. Giá hiệu nó sẽ đẩy con này là 22.800.000 đồng. 22.800 nha. Xe màu xanh dương cực kỳ đẹp nha anh em. Anh em nào đang có nhu cầu mua Vision thì đây là lựa chọn nha. Chỉ có 22.800.000 đồng. Biển Củ Chi, Hồ Chí Minh. Đây là một con đen nhám nha anh em. Đời cao nha. 59F194827. Xe này giá anh em sẽ đẩy con này là 24.800. Xe này đặc biệt ngay chủ bao ký giấy cho anh em luôn nha. Ngay chỗ bao ký giấy cho anh em luôn. Phiên bản màu đen nhám nha anh em. Phiên bản màu đen nhám cực kỳ đẹp nha. Thì bên em thì hữu tục góp thì cũng rất là đơn giản thôi nha anh em. Anh em nếu mà anh em có nhu cầu mua góp thì mang căn cước công dân. Yêu cầu là không được lãi xấu nha anh em. Không được lãi xấu và chưa từng vay bao giờ nha. Chưa từng vay bao giờ. Nếu mà anh em
Nếu mà anh em xác định mua gấp mà thấy bản thân mình ok thì mình cứ đến cửa hàng của mình, để tránh trường hợp là anh em đến xa mà gấp mua không được, anh em đến xa hoặc là gấp không được thì cũng rất là tội cho anh em ở xa luôn nha. Bên mình là địa chỉ thì 271A đường tỉnh lộ 15, ấp Phú An, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, cách nhà thờ Phú Hòa Đông 100m nha anh em. Số điện thoại quen thuộc là 0379 666 994, số Zalo luôn nha. Nếu anh em thích video này thì cứ đăng ký kênh, mình sẽ ra video mới thì sẽ thông báo cho anh em luôn nha.